chào quý vị và các bạn. Nếu như bạn đang sở hữu một chiếc iPhone có dung lượng chỉ 16GB hay thậm chí chỉ 8GB trên một số thiết bị cũ, thì việc hết dung lượng là điều thường xuyên xảy ra. Hôm nay Duyên sẽ hướng dẫn các bạn cách tiết kiệm dung lượng trên iPhone của mình. 1. Xóa bỏ các trò chơi ứng dụng không còn dùng tới. Nhiều ứng dụng trò chơi có dung lượng khá nhỏ, tuy nhiên cũng không ít trò chơi sử dụng đồ họa 3D có thể chiếm tới hơn 1GB bộ nhớ trên thiết bị của bạn. Vì lý do này, bạn nên kiểm tra các trò chơi của mình không còn dùng tới nữa và tiến hành xóa chúng để giải phóng bộ nhớ. Sau khi xác định sẽ xóa app nào, bạn quay ra màn hình chính, nhấn và giữ ngón tay vào một ứng dụng bất kỳ trên màn hình cho tới khi phát hiện ra dấu lắc lư có hình dấu X. Bạn chỉ cần chạm vào biểu tượng dấu X để xóa. Hai, hạn chế lưu ảnh video trên thiết bị. Việc lưu trữ quá nhiều hình ảnh hay video trên điện thoại chính là nguyên nhân hàng đầu gây đầy bộ nhớ trên những chiếc iPhone có dung lượng thấp. Hiện nay App Store có rất nhiều ứng dụng lưu ảnh và video uy tín, điển hình như Google Photo hay iCloud của chính Apple. Sau khi đồng bộ hóa ảnh lên kho lưu trữ trực tuyến thì người dùng nên xóa các ảnh có trong máy để tăng bộ nhớ cho thiết bị. Ba, nghe nhạc online thay vì cóp nhạc vào máy. Apple hiện cho phép bạn stream nhạc mua trên iTunes qua iCloud hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể stream được bài hát bạn mua trực tiếp từ iTunes như các album CD. Bạn cũng có thể sử dụng các phần mềm của bên thứ ba để nghe nhạc như Zing MP3 hay Nhạc của tôi cũng rất tốt. 4. Tắt tính năng My Photo Stream. My Photo Stream là tính năng tự động gửi các bức ảnh chụp trên thiết bị này tới các thiết bị khác của Apple sản xuất miễn là chúng được đăng nhập cùng một tài khoản iCloud. Ví dụ như ảnh chụp trên iPhone cũng sẽ được lưu trên iPad và ngược lại. Việc tự động gửi ảnh như vậy sẽ khiến bộ nhớ của iPhone nhanh chóng bị lấp đầy và nếu thấy không quá cần thiết, bạn nên tắt nó đi. Để tắt, các bạn có thể vào cài đặt, vào photo và camera, chọn vô hiệu hóa My Photo Stream và iCloud Photo Sharing. Như vậy là với một số bước đơn giản, bạn đã có thể tự tiết kiệm dung lượng bộ nhớ cho chiếc iPhone của mình. Chúc các bạn thành công!